tự nhiên có cảm giác bị ai theo dõi vậy ta? Ai đó? Kỳ ta, hồi nãy mới thấy ai ở trong đây mà. Trời ơi, kinh quá, ghê quá à. Thôi, ra khỏi đây thôi. Ê, đớm! Dậy đi, dậy đi! Làm gì mà la dữ vậy? Bộ quên tôi rồi hả? Ủa, tôi quen bạn hả? Trời ơi, tôi nè, nồng nọc nè. Sợ ke, bạn là nồng nọc mà. Nồng nọc làm gì có tay chân? Dốt quá à! Bộ bạn không biết nồng nọc tiến hóa thành ếch hả? Ếch mẹ đẻ ra trứng, trứng khi nở không thành ếch con ngay, mà nở ra nồng nọc. Nồng nọc sau khi lớn thì mọc thêm tứ chi và trở thành ếch khi trưởng thành. Nhưng ếch thì ở dưới đất và nước thôi, chứ sao lại lên cây được? Bởi vì mình là ếch ở trên cây nên gọi là ếch cây. Dòng họ nhà mình có nhiều loại lắm. À, giờ thì mình nhớ ra rồi. Nồng nọc cũng thích cái trò hù người khác đúng không? Đúng rồi, vì chúng tôi là một mà. Nhưng nó vậy mà đớm nhát gan quá ha. Tại vì mình cứ tưởng là kẻ xấu, không nghĩ ếch cũng biết leo cây. Nồng nọc, bạn khỏe không? Bữa giờ bạn đi đâu vậy? Mình có đi đâu đâu, mình biến hóa thành ếch đó. Nồng nọc là tên mình lúc nhỏ, bây giờ lớn gọi là ếch rồi. Hay quá ha, mình cũng muốn biến hóa vậy. Bây giờ đốm tên là đốm, vậy lớn lên bạn sẽ là gì ta? Thì vẫn là đốm thôi, vì mình không giống bạn. Đốm chỉ có lớn lên chứ không thành cái khác, chỉ có một vài loài biến hóa thôi. Ví dụ như bướm là do sâu biến hóa, ếch là từ nồng nọc. Hay quá ta, vậy tụi mình mãi mãi là bạn rồi. Đốm, con có biết hôm nay ai làm bể lọ nước hoa của mẹ không? Con biết mẹ ơi, hôm nay con đi chơi cả ngày bên nhà bụng bự mà. Con là đứa trẻ hư, mũi của con sẽ dài ra khi con nói dối như cậu bé Pinocchio. Đốm, bạn đã làm xong bài tập cô giao về nhà chưa? Đương nhiên là xong lâu rồi, dễ ẹc à. Mũi bạn sao vậy Đốm? Có gì đâu, bạn nhìn nhầm rồi đó. Là do đốm làm hư phải không? Không phải mình. Đi tìm người lớn hỏi đi. Không, mình không còn hỏi người lớn đâu. Sao vậy con? Mẹ ơi, con xin lỗi. Chuyện gì? Nói cho mẹ nghe nào. Hôm qua, con đã vô tình làm rơi lọ nước hoa của mẹ. Con đã nói dối. Mẹ ơi, cho con xin lỗi. Con biết lỗi rồi. Từ nay về sau, con hứa sẽ ngoan, không nói dối nữa đâu ạ.
Đông ơi, ra đi học nè. Con và mẹ con đi học. Đợi mình với. Đợi mình. Bụng bự ơi, cho mình xin lỗi nha. Hôm qua mình làm hư đèn xe đồ chơi của bạn mà lại im lặng. À, cái đó tới nhờ bố dán lại rồi, không sao đâu. Mình làm xong bài tập cô giao rồi nha. Dễ thiệt á, mình không nói dối đâu. Mình thật may mắn, mọi người xung quanh mình thật tốt. Mình sẽ ngoan, sẽ ngoan. Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh bé trông thật đến hay. Cả nhà vui, ai có việc là anh giúp luôn không ngồi yên. Bác bầu vàng ơi, bác bầu vàng. Cái gì đi ta, có phải bánh ăn được không? Mình nên làm gì bây giờ? À, mình mang ra công viên hỏi các bạn luôn. Đúng, giờ đây chơi đá cầu với tụi mình nè. Mình nhặt được cái hộp nhỏ này rơi trên đường á. Vậy bạn có biết ai làm rớt chiếc hộp không? Cô giáo dạy nhặt được cuốn rơi thì phải trả lại cho người đó. Ừ, của bác bò vàng. Nhưng bác chạy nhanh quá, mình gỡ không kịp. Không biết cái gì bên trong, chúng ta mở ra xem đi. Chắc sẽ là bánh đó. Mà bác ấy mất có mỗi cái hộp nhỏ vậy, chắc không sao đâu ha. Bụng bự nói phải quá ha. Tụi mình mở ra xem đi. Ôi, pháo à. Phen này thì không biết nói sao với bác bò vàng đây. Mình thấy người ta đốt pháo hoa lên đẹp ơi là đẹp luôn. Mình chơi thử trò này đi. Phải đó, ta to sợ gì, mình dùng hết. Sao bác bò vàng biết được? Ơ kìa, bà vàng, sao em lại khóc? Hộp pháo hoa của ba mua không biết đâu mất tiêu. Ba nói mình lấy nên đánh mình. Bò vàng thành bò đỏ luôn rồi kìa. Ý, vậy đó là hộp pháo hoa đốm đã nhặt được đúng không? Ờ, chắc là hộp đó đó. Sao? Các anh nhặt được hộp pháo hoa của ba em hả? Các anh nhặt được đồ của người ta làm rớt, sao không trả lại? Ba em nói như vậy là xấu lắm. Tụi anh biết lỗi rồi. Tụi anh chỉ định chơi một tí thôi mà. Các anh chơi một tí mà cái mông em đỏ như vậy nè. Chứ, vậy khi nào mình đem trả lại, bác ấy sẽ đánh cái mông của tụi mình đỏ còn hơn màu vàng nữa đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Bác không trách con đâu. Con biết trả lại đồ cho người đánh rơi là điều tốt. Chỉ có điều sau này á, nhặt được của rơi thì nhanh chóng trả lại, đừng lấy đồ của người khác, vì có khi những đồ vật đó rất quan trọng đối với họ. Dạ, con biết lỗi rồi. Mai mốt nếu nhặt được của rơi, con sẽ trả lại ngay vậy. Đớm giỏi lắm. Ôi là trời, cái gì mà tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem mặt hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở vậy hả? Xem hết hoạt hình này, đớm nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim mặt hình mèo con thông minh nữa mà. Bài tập hồi chiều, ai than phiền như núi vậy ta? Mẹ yên tâm, con nghỉ tận 2 ngày lần mà. Lại để nước đến chân mới nhảy. Mẹ cứ yên tâm đi, con làm một loáng là xong ngay mà. Giờ đếm đi đá bóng, chút về xử lý mấy bạn sau nha. Mẹ ơi, con đi đá bóng chút xíu nha mẹ. Đếm, con làm bài tập xong chưa đó? Tí về con làm ngay mẹ, con đi nha. Bụng bự, rõ ràng hẹn đến đây đá bóng mà mang theo bài tập là sao vậy?
mấy bài tập này đâu có hiểu đâu. Giờ nào việc đó, bạn không nhớ quy tắc này hả? Mấy bài này dễ lắm, mình hướng dẫn một bữa nhanh rồi chơi bóng cũng được mà đúng. Tay to chỉ đi, mình chơi bóng trước đây. Đúng có sao không? À, không chơi nữa, đá bóng chán òm. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ? Có rau câu dừa trong tủ lạnh đó con. Wow, ngon quá hả? Con làm bài tập xong hết chưa? Mai đi học rồi. Lát con làm. Ừ, ăn nhanh lên phòng làm bài, xong được chơi gì cũng thoải mái. Mẹ xem nè, con là siêu anh hùng, bài tập là chuyện nhỏ, một loáng là xong ngay. Siêu nhân mà không làm bài tập thì cô phạt mất mặt lắm đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau câu dừa đúng là số 1. Đúng, làm bài tập đi rồi chiều ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. No quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chỉ một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đốm ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mà. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đốm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con, con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đốm, con hư quá, không nề nếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi. Không xin phép ba đốn như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu bà của đốm nghiên cứu cái gì hay hay rồi sao. Ê, ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi thôi thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều hả? Súng đồ chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, đúng rồi. Chết rồi, tại bạn nó bụng bự, bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Ê, 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 mình đang lơ lửng nè. Bạn bay thử coi được không? Đúng rồi, đâu có sao không? Bây giờ mình bay được rồi, không cần cánh, cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn, bắn cái coi. Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay ta sẽ là anh hùng đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh đi cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á. Bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh đi cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh đi cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất, té dập mông luôn. Cứu mình với tay to. Đốm làm gì vậy đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về, hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ứ ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay về sau con không dám nghịch phá đồ của ba nữa. Ba cho con xuống rồi quýnh dùm ông con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè, anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi, con nhịn đó cũng được.
Trời ơi, nóng quá. Thôi, mình nhớ rồi, hôm qua mẹ mình có làm kem trong tủ lạnh. Hả? Đâu đâu? Nè, kem chuối nè. Kem này ngán quá à. Còn kem gì khác không? Bó tay rồi, nhà mình chỉ có kem này thôi. À, mình biết có một chỗ tự làm kem á. Ê, đi liền đi Đốm, trời nóng mà được ăn kem là số 1 luôn á. Tên tên tên. Sữa tươi, sữa bột, sữa đặc có đường, đường nữa nè, nguyên liệu đã đầy đủ. Bây giờ mình làm gì nữa Đốm? Bỏ hết các nguyên liệu vào nồi, trộn đều. Xong. Bây giờ mình sẽ nấu sôi rồi giảm lửa cho tới khi chừng nào đặc lại. Tới lúc đó thì mình sẽ cho mùi vị của mình thích vào. Mình thích mùi xoài nên mình sẽ cho hương xoài vào. Bỏ mùi gì vô cũng được hả Đốm? À, chắc là mùi gì cũng được á. Yeah, vậy là mình sẽ bỏ mấy cái mùi yêu thích của mình vô. Hay là tụi mình thi xem ai làm cà lem có mùi ngon hơn đi. Đồng ý, kem ai ngon nhất sẽ không phải rửa chén. Ý kiến hay đó Tà To. Hẹn nhau một tiếng nữa nha. Muốn được công nhận là cà lem ngon nhất thì ngoài ngon ra nó còn phải lạ nữa. Mà mùi xoài thì quá quen rồi nên chắc mình phải làm mùi mới thôi. Bây giờ phải làm kem táo hay kem mít đây? Hay là làm cả hai luôn? Bây giờ hai bạn mới xong hả? Mình xong từ nãy tới giờ rồi. Tránh ra, nước sôi, nước sôi. Cái lộn, cà kem sôi đây. Một lát nữa thôi, các bạn sẽ được ăn cây kem ngon nhất thế giới luôn. Xong rồi. Xin giới thiệu với các bạn, cà lem trộn ba mùi, xoài, táo và mít. Cũng thường thôi. Cà lem cà chua, vừa ngon vừa đẹp da. Ai mà thèm ăn cà lem cà chua chứ. Xin giới thiệu với các bạn kem bảy màu: sầu riêng, hột é, nhãn nhục, sô-cô-la, sữa hột gà, thì là bánh đa. Wow, đúng là cây kem số 1. Ui da, đau bụng quá. Ủa, hai bạn cũng ở đây hả? Chắc tại ăn mấy cây kem hồi chiều á. Mấy đứa thấy chưa, thực phẩm ở ngoài rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng không hợp vệ sinh, cho nên ăn vào mới rất dễ đau bụng đó. Chưa kể là mấy đứa còn trộn tùm lum vô nữa. Dạ, tụi con biết rồi, sau này không dám ăn bậy bạ nữa. Ồ, đau bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Ồ, giờ hấu trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đốm, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con đói bụng quá, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho Đốm hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đốm đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè, ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ Đốm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi? Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn. Chứ buồn bự muốn chơi cái gì? À, mình cũng không biết nữa. À, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Ờ, mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Ừ.
để mình làm khách hàng cho. Mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi, không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Ờ, mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốn không dám dùng dao, vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe theo lời căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá, xém xíu là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Hư cấu, làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Ờ, bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn có muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học, nếu khoa ở đây làm được thì người đó phải là mình, chứ không phải là bụng bự. Hơ, để xem. Đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén lại đặt vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Ờ, cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nở nữa. Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng. Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Xí, đều hay không đều thì cũng không có hình bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ bụng bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, bụng bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha. Chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á. Vậy chứ bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chứ kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình dây, cứu mình dây. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ sao tính là khổng lồ được. Sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Chứ mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu, bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi, mình tin rồi. Chứ mình ra đi, mình dắt bạn đeo mấy chân đứng bộ. Dạ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh tráng nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ống heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chơi, ráng chịu. À, lỗi tại mình, tại mình nghĩ mình giỏi, có thằng bụng bự. Sau này mình sẽ không suy nghĩ gì nữa đâu. Bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Tay to, cẩn thận. Cảm ơn bụng bự nha. Không có bạn, chắc quả táo đó rơi trúng đầu mình rồi. Tay to, mình cũng chạy lại giúp bạn đó. Mình mà lại kịp thì mình không làm bạn té rồi. Con trai gì mà kỳ cục quá à. Không giúp được gì thì thôi, còn nói nữa. Ai nói mình không giúp hả? Mình không nói với bạn nữa. Mình đi thôi Tay to. Ê bụng bự, mình với bạn thi chạy đi. Cái gì? Thi chạy hả? Đúng vậy, tụi mình thi nhau coi ai chạy tới trường trước, chơi không? Chơi thì chơi, mình sợ bạn hả? Chuẩn bị chạy. Yeah, mình thắng rồi. Tại mình nhất cục đá.
thì nhận mình thua đi. Mình không phục, thi lại đi. Thôi thôi, tới giờ vô học rồi, hai bạn đừng như vậy nữa. Các em mở tập ra, mình học bài mới. Đốm, đứng lên cô hỏi. Dạ. Hôm nay em bị sao vậy? Đi học mà hậm hực, lấy tập vở ra thì làm mạnh tay. Như vậy là không có ngoan đâu. Cả bụng bự cũng vậy nữa. Hai đứa có chuyện gì với nhau phải không? Bạn bụng bự cho ăn gian với em á cô. Bạn đừng có mà nói xạo nha. Là bạn nói chạy chậm hơn em mà không chịu đó cô. Không đúng, em chạy nhanh hơn, nhưng tại giấc cục đá. Cô hiểu rồi. Ngày mai thứ bảy, lớp chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi chạy. Các bạn có đồng ý không? Dạ đồng ý. Đốm và bụng bự sẽ có nhiệm vụ riêng của mình. Hai bạn sẽ chạy đến khu rừng thu hoạch cho cô 10 cây nấm. Bạn nào về đây trước sẽ chiến thắng. Dạ vậy trí, chuẩn bị, xuất phát. Bạn ơi, giúp mình với. Mình mà giúp thì mình sẽ thua mất. Thôi, cứ chạy đi đã. Sao giỏi quá ta. Con đã mang 10 cây nấm về cho cô rồi nè con. Nấm của con đây nè cô. Sao bụng bự về trễ vậy? Dạ, con gặp bạn bò bị té. Con giúp bạn lau vết thương rồi mới chạy tiếp. Vậy thì sao đây? Cô xin thông báo, người chiến thắng cuộc thi này là... là hai bạn Đốm và bụng bự. Hả? Tại sao lại như vậy hả cô? Người chiến thắng không phải là người nhanh nhất, mà còn là người biết quan tâm giúp đỡ mọi người nữa. Bạn bò đó là một thử thách cô dành ra cho hai đứa đó. Con hiểu rồi, con không nên ganh tị, thi thố với bụng bự như vậy. Mình xin lỗi bụng bự nha. Mình cũng sai khi gây gổ với bạn. Mình cũng xin lỗi bạn nha. Trời là nhất, tỏa nắng ấm cho muôn loài. Tầm 7 giờ, gió mát là nhất luôn. Thổi mát quanh năm, còn mặt trời chỉ đốt mỡ của mình thôi. Mấy đứa nhỏ này dễ thương quá à. Tại sao bọn nhỏ lại phải cãi nhau nhỉ? Vì lúc nào tôi chẳng lợi hại hơn anh. Anh vô. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Đốm bụng bự nhìn nè, nguyên khóm hoa bỗng nhiên nở rộ luôn. Ồ, chắc là nhờ mặt trời đó. Thấy mặt trời của mình lợi hại không bụng bự? Thế nào hả anh vô? Si, xem tôi nè. Hả? Bụng bự bay lên rồi kìa. Wow, cơn gió là số 1. Thấy chưa anh mặt trời? Ê, nè cháu bé, cho cháu suy nghĩ lại đó. Làm sao cơn gió có thể lợi hại hơn ánh mặt trời của ta được chứ? Anh mặt trời ăn gian quá nha. Có gì thì chúng ta thi thố một trận, chứ sao lại dụ dỗ người hâm mộ của tôi? Được, thi thì thi, tôi chấp anh chọn phần thi luôn đó. Thi gì bây giờ ta? Bụng bự, có ý tưởng nào không? À ha, vui đó. Vậy thì mình thi tốc độ đi. Đốm, bên đội của anh. Bụng bự, bên đội của tôi. Ai tới đích trước thì thắng. Đồng ý, tài to sẽ là trọng tài. Sao tự nhiên thành cuộc thi rồi? Bây giờ ai chạy ra hết khu rừng này là thắng nha. 1, 2, 3, xuất phát. Tưởng gì chứ thi chạy thì làm sao bụng bự hơn mình được. Đội mình thắng chắc rõ mặt trời ơi. Bạn lộn rồi. Đây là phần thi tốc độ chứ không phải là phần thi chạy. Wow! Chết rồi ông mặt trời ơi, mình mất mua hai người bọn họ rồi. Không sao đâu, hỏi ta nè. Chết rồi, lửa lớn quá. Đừng lo, để anh dập lửa cho. 5 giây lớn hơn rồi, nguy hiểm quá à. Thấy chưa, tại anh đó. Tại anh mới có. Thôi đi, tới giờ này còn cãi nhau được hả? Lo dập lửa đi kìa. Anh Mai Mưa ơi. Xin lỗi mọi người, chút xíu nữa là cuộc thi biến thành thảm họa rồi. Tại sao phải tranh xem ai mới là người số 1 chứ? Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm mà.
thay vì ganh đua vô bổ thì chỉ cần góp một tí sức là cuộc sống này đẹp hơn biết chừng nào. Cháu bé nói đúng đó anh mặt trời ạ. Chúng ta nên tiếp tục tỏa sáng và thổi gió mát thì hơn là thi thố như thế này. Thôi quay lại làm việc thôi anh à. Thiệt là không thể chịu được nữa rồi. Mình quyết sẽ ra đi. Mình cũng vậy, mình sẽ đi cùng với bạn. Mình đồng ý. Chúng ta phải chứng minh cho người lớn thấy chúng ta đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình được. Vậy bây giờ tụi mình về nhà chuẩn bị đồ đạc đi. Ừ, 30 phút nữa gặp lại nhau ở chỗ này nha. Đứa mới về hả? Đi rửa tay rồi ăn cơm nè con. Con sẽ ra đi, con có thể tự lo cho mình. Từ nay con không cần ba mẹ lo cho con nữa. Con nói cái gì vậy Đốm? Con còn giận mẹ chuyện tối hôm qua nữa hả? Con không giận mẹ, con lớn rồi nên có thể tự lo cho mình được. Con đi chuẩn bị đồ đạc đây. Đốm đi chơi vui vẻ nha. Chiều nhớ về sớm, mẹ chờ cơm đó. Bây giờ tụi mình lên đường thôi. Tụi mình nghỉ chân chút xíu ơi, mình mệt quá à. Nãy giờ mới đi được có chút xíu à, bạn bụng bự lười biếng quá. Lúc nãy về nhà dọn đồ, mình chưa có ăn cái gì hết á. Sao Đốm toàn mang đồ chơi không vậy? Có ăn được đâu, đi vậy là chết đói á. Ha, vậy tao tao có mang theo gì không? Sao toàn là đồ điệu đi biển vậy? Bởi vậy ta nói chỉ có bụng bự ta mới là người trưởng thành thôi. Nè, toàn đồ ăn không nè. Mệt quá đi. Mệt quá. Các bạn ơi, ở đó có căn nhà kìa. Hình như có mùi thịt nướng. Hay là mình vô đó đi Đốm. Chào các con. Các con đang đói bụng đúng không nào? Ông cho tụi con đồ ăn hả ông? Đúng vậy. Các con có muốn không nào? Dạ, tụi con cảm ơn ông. Tụi con đói lắm rồi. Cho hết rồi phải không nào? Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Giờ cho ta thu tiền. Ủa, không phải là ông cho tụi con miễn phí hả? Có ai cho ai miễn phí bao giờ đâu. Trả cho ta 3 vạn tiền. Nhưng tụi con không có nhiều tiền, chỉ có như vậy thôi. Thôi được rồi, không có tiền thì làm việc trả công. Ta là kẻ bướng bỉnh, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ bỏ nhà đi bằng cách nhốt chúng bay mãi mãi vào trong lòng. Ông ơi, ông cho con về nhà đi. Con không muốn xa ba mẹ đâu. Tụi con biết lỗi rồi mà. Cứu con với nhà ba mẹ ơi. Cứu con. Cứu ba mẹ nhiều lắm à. Ba mẹ ơi. Cứu con với ba mẹ ơi. Nào quá, tụi bay la to như vậy làm sao khi ông ta ngủ yên được. Đừng sao, đừng có bỏ nhà đi nữa nghe chưa. Tụi bay về nhà đi. Dạ. Có cá. Trời ơi, có con cá chút xíu à. Anh bò ơi, tôi còn bé lắm, anh thả tôi ra đi. Bò hả? Nhỏ thì ta đem về làm cá vàng chiên bột. Anh bò ơi, hay là anh thay cho bạn cá đi. Chắc bạn nó còn nhỏ nên đi lạc thôi. Giỡn hả? Bỏ đi rồi thì trưa nay ta biết ăn cái gì đây. À, em đổi cái bánh hamburger này với anh nha. Em mới mua còn nóng hổi đó. Đổi xong, ăn liền luôn. Khỏi mất công về nhà chiên bột. Đổi luôn. Nè. Bây giờ an toàn rồi đó. Bạn đi đi. Nè nè, khoan đi đã. Lúc nãy mình định nói thả mình ra đi thì mình sẽ cho 3 điều ước. Nhưng cuối cùng người thả mình lại là bạn. Giờ bạn muốn ước gì nè? Hả? Bạn nói thiệt hả? Mình có 3 điều ước. Thiệt à? Bạn cứ ước đi, điều gì cũng được. Vậy mình ước... ước có một cục vàng. Hả? Có vậy chứ.
anh là đồ tham lam. Lúc nãy anh đã nhận cái bánh hamburger rồi mà. Tưởng vụ ta là dễ hả? Hên là đi chưa xa, không thôi là tôi mất ba điều ước rồi. Được thôi, nhưng vì tớ mới là người thả tôi xuống nước, nên anh ước bất cứ điều gì đớm cũng sẽ được gấp đôi. Anh bỏ ước đi, còn hai điều nữa. Hả? Cái gì? Nó được tới hai cục hả? Cái dạng thông minh ghê. Để xem anh bỏ ước gì nè. Kiểu gì tôi cũng hơn anh thôi. Vụ này căng nè nha. Mình ước được một căn nhà thì thằng nhóc này được tới hai căn nhà. Mình ước là mình khỏe nhất thế giới thì thằng nhóc này cũng sẽ khỏe mạnh gấp đôi mình. Khó nghĩ quá ta. Sao rồi anh bà? Nghĩ ra được gì chưa? Ước nhanh đi, tôi cần về. Tưởng đặt điều kiện như vậy là làm khó được ta hả? Ta ước ta bị què một chân. Hả? Đúng là đồ tham lam nham hiểm. Ta còn một chân thì còn chống nản đi được, còn ngươi thì để xem đi kiểu gì. Tôi ước mọi chuyện chưa hề xảy ra. Mọi chuyện quay lại lúc sáng rồi. Sao hả anh bà? Anh còn muốn có ba điều ước nữa không? Thôi khỏi, sợ rồi. Tham lam làm cái gì cho khổ. Chúc mừng anh đã nhận được bài học rằng tham lam thì trước sau gì cũng nhận hậu quả mà thôi. Xem thử. Thưa mẹ, con mới đi học về. Con về rồi hả? Rửa tay nằm nghỉ tí đi, rồi ra ăn cơm con. Dạ thôi, để con rửa tay rồi phụ mẹ làm việc. Công nhận tay to giỏi thiệt. Ý quên, mình phải đi cất nó đi đã. Ủa, nãy giờ đâu có ai đụng tới cái hộp đâu ta. Hả? Nó tự mở hả? Mình hiểu rồi. Thì ra là hộp này tạo ra quà. Hay quá, con có bông đẹp quá à. Nếu mình có cái hộp đó, mình sẽ có được thật nhiều đồ chơi mới. Nhất định mình phải có được nó. Dù sao thì mình cũng phải để cái hộp lại chỗ cũ mới được. Ê, Tà To. Ủa, Đớm, bạn chưa về nữa. Ừ, mà Tà To có cái hộp gì vậy? Không có gì đâu, mình nhặt được hôm qua đó. Hộp bé ngoan là gì vậy To? Tao có mở nó ra coi chưa? Mình đâu có mở. Thôi đủ rồi, mình đã thấy hết tất cả. Cái hộp đó, tà đó đồ chơi có phải không? Ủa, sao bạn biết? Sao là không biết? Có cái hộp hay như vậy mà không chia sẻ cho bạn bè gì hết. Mình đang tính đem trả lại chỗ cũ mà. Nếu bạn không cần nó, thì đưa đây cho mình giữ cho. Đưa đây cho mình. Đi trước đây. Ê, không được đâu, đúng. Nè, đi học về sao không thưa ai hết vậy con? À, quên, con thưa ba mẹ con mới đi học về. Con lên lầu đây. Không được, con để cặp đó, vô rửa tay, rồi ra phụ mẹ dọn cơm. Dạ. Mẹ ơi, mau dọn cơm lẹ lẹ đi, con còn phải học bài nữa mà. Muốn nhanh thì vô phụ mẹ, ở đó mà hối. Không sao, nè, con ăn nhanh lên đi rồi còn học bài nữa. Cái thằng này, không biết dọn dẹp gì hết. Hợp ơi, tao muốn có một chiếc xe điều khiển đời mới. Tạo nó cho ta đi. Hả? Tại sao tao lại đứt cái đá không vậy? Không chịu đâu. Có chuyện gì mà khóc vậy con? Tất cả là do cái hộp này. Con thấy tao mở ra có đồ chơi mới. Con lấy của bạn đó mang về thì lại ra tàn đất cái đá không à. Trước khi nhận được quà, bạn tay to đã làm gì vậy con? Bạn đó phụ mẹ dọn nhà, dọn cơm. Vậy thì ba hiểu rồi. Đây là hộp bé ngoan, nghĩa là con phải ngoan thì mới tạo ra được đồ chơi. Về nhà thì không chịu phụ giúp cho mẹ. Con không ngoan thì làm sao mà nó ra đồ chơi cho con được. Vậy là mai con ngoan thì con sẽ được đồ chơi phải không ba? Đúng rồi, nhưng mà con không được giữ nó, bởi vì nó không phải là của con. Phải trả lại chỗ cũ, như vậy đã là ngoan rồi. Con hiểu rồi, mai con sẽ trả lại chỗ cũ. Với lại đi xin lỗi tay to nữa. Ha 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 ha!
nhà mình có ma đó. Sao miệng cậu có mùi vậy? Mình đánh răng rồi mà. Thôi, có mùi không quan trọng. Mà bạn thấy nó hả? Không, không, mình chỉ nghe tiếng thôi. Tiếng gì vậy? Tiếng cộc cộc cộc. Ôi, ghê quá à. Tiếng đó nó cứ liên tục vậy á. Mà mình sợ quá, cũng ngủ quên luôn rồi. Thôi, mai cũng cuối tuần rồi. Hay tụi mình qua ngủ chung với đốm coi sao. Được đó, đi đi. Để mình về xin mẹ rồi qua. Được rồi, vậy chúng ta có nhiệm vụ cho tối nay. Hả? Ngủ mà nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ bắt ma. Đốm thì về thông báo cho ba mẹ tối nay tụi mình qua ngủ lại nha. Tay to thì mang theo một cái đàn binh nha. Mình nhớ rồi. Mình sẽ mang theo một cây súng nước để tự vệ. Đồng ý. Chưa thấy nó mà đã sợ rồi. Không được ngủ. Đến sớm đi, không là ngủ mất tôi luôn á. Ma đâu? Ra đây. Hai bạn im lặng đi, coi tiếng nó phát ra từ đâu. Mình nghe rõ lắm. Mình nghe nhỏ nhỏ hả? Ủa, sao mình lại nghe thấy ở đây? Ồ, nó ở đâu trong miệng của đốm nè. Nó nhập vào mình rồi. Bạn há miệng ra coi. Ân hận à. Ủa trời, sao sáng vậy? Hóa ra là mày hả sao răng? Mi làm gì ở đó vậy? Ta là mổ đi sống mà. Nguyên một con sâu là mổ luôn mà bạn không thấy hả đốm? Không, thấy thì sao thấy được. Ta chỉ mới tới đây ở hôm qua thôi, chứ ở thêm vài hôm nữa ta đục bánh hàm răng ra là thấy à. Sao ngươi chui vào đây ạ? Vì nhiều đồ ăn chứ sao. Hắn có chịu đánh răng trước khi ngủ bao giờ đâu. Ủa đốm, không đánh răng hả? Vậy phải bắt con sâu ra. Đúng, chỉ cần nó ra là được. Ta không ra đâu, bắt cũng không có ra. À, mình có cách rồi. Cách gì, cách gì? À, hay quá, làm liền đi. May quá, ném banh hàm răng luôn rồi. Bạn lười thiệt, mình ăn nhiều mà còn siêng đánh răng hơn bạn nữa nè. Từ nay, phải đánh răng cả hai lần, sáng và tối trước khi đi ngủ nha. Để phòng sau làm tổ, và phòng cả hôi miệng nữa. Đồng ý. Nóng quá. Mùa hè thật là nóng nực mà. Yeah, mát quá đi. Ước gì mình chỉ ở được một nơi đầy băng tuyết mát mẻ thì hay biết mấy. Ngộ quá. Thôi, một lát mẹ về là mẹ đóng cũng được mà. Thật là hư mà. Rồi mình không gặp em cánh cụt. Hay là mình đi thăm em ấy đi. Ừ, được đó. Nhưng chờ mình một chút. Bụng bự làm gì vậy? Mình đem về làm cà ram. Vậy là mình cũng phải đem về làm siro đá bào thôi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều tuyết về để làm ngôi nhà bằng tuyết. Lạnh quá. Lạnh quá. Đúng làm sao vậy? Mình lạnh quá các bạn. Lạnh quá. Lạnh. Đúng mà áo mỏng quá nên bị lạnh phải rồi. Lạnh, lạnh quá. Lạnh quá mẹ. Lạnh quá mẹ ơi. Ôi sao mà nhà mình lại lạnh như vậy? Ôi sao mà mọi thứ lại đóng băng hết rồi? Lạnh quá. Đốm, đốm, dậy đi con. Lạnh quá mẹ. Lạnh quá mẹ ơi. Mẹ cũng không biết nữa. Mà giờ đâu còn mùa đông đâu. Hả? Không lẽ nhà mình di chuyển đến đại dương băng rồi hả? Con nói cái gì vậy đốm? Ủa, không phải đại dương băng, sao lại lạnh như vậy? Tít tít, tôi đã bị ép hoạt động hết công suất. Tít tít. Như thế này là sao hả đốm?
Dạ, con lúc nãy cửa tủ lạnh bị mở ra mà con buồn ngủ quá, con ngủ. Con nghĩ mẹ về thì sẽ... Con có biết là chỉ vì con lười biếng mà cái tủ lạnh đã bị hư hay không? Nếu như con chịu bước lại đóng cánh cửa tủ lạnh đàng hoàng thì đã không như thế. Con xin lỗi mẹ. Kể từ nay sẽ không còn kem cho con ăn, cũng không có siro đá bào. Chỉ lười một chút thôi mà hết được ăn kem, hết được ăn siro đá bào luôn rồi. Chưa hết đâu con. Cũng tại vì mình lười quá mà ra đâu nổi vậy nè. Cho con chừa cái tật lười biếng nghe chưa. Nãy giờ ta to diễn xong lại lấy hộp bắp thôi à. Ủa, đang coi siêu nhân mà. Bắt máy chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc có mình bạn coi à. Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Ờ, đến xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye Đốm. Bụng bự về để mình về chung với. Bye bye Đốm nha. Mình muốn trốn nữa. À. Hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Kỳ là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành TV nè. Giờ chịu phạt thôi, chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ... không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi TV hết năm nay. Mình hết được xem mặt hình rồi. Làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Ờ, bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn có muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học. Nếu có ai ở đây làm được thì người đó phải là mình, chứ không phải là bụng bự. Ha, để xem. Đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén lại đặt vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Ờ, cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nở nữa. Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng. Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Xí, đều hay không đều thì cô không có hình bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ bụng bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, bụng bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha, chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á.
Vậy chú bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chứ kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình với. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ sao tính là khổng lồ được. Sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Chứ mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu, bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi, mình tin rồi. Chứ mình ra đi, mình dắt bạn ra mấy chiếc đứng bộ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh tráng nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ốm heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chi, ráng chịu. Lỗi tại mình, tại mình nghĩ mình giỏi, có thằng bụng bự. Sau này mình sắp suy nghĩ gì nữa đâu, bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Đúng, bạn rủ tụi mình qua nhà bạn. Vậy chơi trò gì bây giờ? Đúng rồi đó, bạn phải nghĩ ra được trò gì mới nha. Mấy trò cũ chơi chán ngắt à. Các bạn đi đốm mình đã bao giờ làm các bạn thất vọng chưa? Vậy hôm nay mình chơi trò gì? Các bạn đợi mình một lát. Hôm nay tụi mình sẽ thi xem ai thổi bong bóng to hơn. Cái gì vậy ta? Mình thổi bong bóng bằng gì hả Đốm? Xem nè. Kẹo ngon quá đi. Mùi dâu nè. Thổi đây. Ê, hay quá vậy. Hay quá đúng rồi. Hay quá. Các bạn thấy chưa? Viên kẹo có chút xíu mà mình có thể biến nó thành một bong bóng khổng lồ luôn. Đốm, bạn cho mình thử đi. Đúng là ngon ghê. Hay quá Đốm ơi, mình thích trò này ghê. Đến phiên mình đó nha. Mình sẽ hóa viên kẹo nhỏ bé kia thành một chiếc bong bóng lớn nhất vũ trụ. Cái này là hương ổi nè. Đúng là bụng bự mà. Thử lại, mình muốn thử lại. Bụng bự giỏi ghê, bong bóng to quá. Mình muốn thổi tiếp, thổi thành 100 cái bong bóng đủ màu luôn. Thôi, nghỉ đi. Mệt quá. Mình đã sử dụng hơi của mấy ngày cộng lại để thổi rồi đó. Ê. Thì không nhấc lưng ra khỏi ghế được. Phải làm sao đây? Đau quá à, tay của mình. Có ai cứu với? Cứu với. Các con chơi nghịch mà không biết rồi, kẹo cao su là một chất rất dễ dính. Nếu các con nhai kẹo xong á, phải dùng giấy gói lại và bỏ vào thùng rác cẩn thận chứ. Dạ, lần sau con không có dám như vậy nữa đâu. Dạ, cô sợ lắm rồi, hư hết chiếc váy mới mua của con. Mình cũng bị dính đuôi vậy. Alo, alo, đến được cha dễ thương nghe. Con trai à, trung tâm vũ trụ vừa dự báo là sẽ có thiên thạch lửa rơi vào trái đất, rất nguy hiểm. Nên con và mẹ cẩn thận đừng chạm vào vật lạ nghe chưa. Ba nói sao? Thiên thạch lửa à! Mẹ ơi, mẹ,
mà lạ vậy ta? Hình như là thi thịt lửa. À, nóng như vậy là gì bây giờ ta? À, biết rồi, mẹ chờ con một lát nha. Mẹ, con sẽ làm cho mẹ hết nóng luôn. Ra hết thi thịt lửa đây. Ba gọi cho ba mới được. Alo, ba hả? Gì vậy con trai? Ba ơi, mẹ bị thiên thạch lửa rơi trúng, giờ cả người nóng nọ. Ba về đi. Thôi chết, con phải nhanh cứu mẹ. Ba không về kịp rồi. Con hãy tới ngọn núi lửa, gặp lão chuột bạch để xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Dạ, con đi ngay. Ui da, sao mà nóng như vậy nè? Ba mình có lộn vậy ta? Ở cái xíu sở nóng như vậy, làm sao mà tìm ra ngọc băng giá? Hay chà, ở đâu mà có mùi trẻ con thơm như vậy? Bác chuột bạch phải không mẹ? Con là đốm nè, bác cho con xin viên ngọc băng giá và cứu mẹ con đi. Ngọc băng giá là cái quái gì? Ta chưa nghe bao giờ. Mẹ con đã cần nó, bác muốn đổi cái gì con không chịu hết. Được rồi, nếu như người đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi. Vì cứu mẹ con, đốm có hy sinh cũng được, đánh thì đánh. Cũng con nhà gió đó chứ. Tới lượt ta đây. Vậy mà cũng đòi đi tìm ngọc cứu mẹ. Ta chưa thua, lão đợi ta đi. Không được đi. Sao vậy nè? Yêu quá. Như vậy mà cũng mang xác tới đây. Về đi. Ta thật là vô dụng mà, không cứu được mẹ rồi. Có đứng dậy cũng không làm nổi thì làm sao mà ngươi có thể leo lên đến đỉnh núi kia để lấy ngọc băng giá? Bác nói gì? Ngọc băng giá ở trên đỉnh núi kia kìa. Hả? Sao không lấy ngọc? Lão giục bạch, lão lừa con. Đây nè con trai, ngọc băng giá của con đây. Hãy về cứu mẹ con đi. Sao mồ hôi của con lại hóa thành ngọc? Đây là ngọn núi hiếu thảo. Lòng hiếu thảo sẽ giúp điều mong muốn của con thành sự thật. Thì ra bác đi giúp con. Con cảm ơn bác. Khoan đã nào, chúng ta nghỉ chân ở đây. Nghỉ ngơi xong á, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi nào. Không cần đâu ba, tụi con không có mệt. Mình leo luôn đi ba. Chúng ta nhớ phải nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ để giữ sức khỏe leo núi. Núi rất là cao, leo sẽ rất mệt. Mình cho bạn coi này nè, tập lâu lắm luôn mới được đó. Nè nè nè, thấy không? Đó. Wow, hay quá vậy. Ta là siêu nhân, không sợ nguy hiểm gian khổ. Siêu nhân không cần ăn vẫn khỏe. Mình sẽ phi thẳng lên ngọn núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Phải ăn thì mới có sức để leo núi chứ. Không, siêu nhân không bao giờ biết mệt bụng bự à. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất. Nhanh lên các con. Mệt quá. Mệt quá. Đói nữa. Mình chẳng muốn đi một bước nào nữa. Sao mọi người không hề mệt như mình vậy? Mệt quá. Đói quá đi. Mẹ ơi, con đói quá, không lên núi nổi nữa, con muốn ăn bánh mì. Con cũng đói nè, con cũng muốn ăn bánh mì và uống sữa nữa.
gì mà gió ẹt vậy chứ? Hồi nãy hai bạn nói leo lên đỉnh núi mà không cần đổ dòng mồ hôi nào mà. Thôi, gia đình ta đi cáp treo vậy, đốm và tay to không đủ sức khỏe để leo núi đâu. Đốm, bây giờ chúng ta lên đỉnh núi mà không cần giọt mồ hôi nào nè, phải không con? Dạ, con biết rồi. Thì ra siêu nhân muốn mạnh khỏe thì cũng phải ăn uống điều độ. Đi thôi, đi thôi. Mấy bạn có thấy lúc nãy không? Mình được cô Tiên Dương trước lớp vì đã giúp đỡ được người khác á. Cũng bình thường thôi. Nếu mình gặp ai cần giúp đỡ thì mình giúp thôi, tại mình không có gặp. Bụng bự hơn thôi. Trời ơi, xe gì mà nhiều quá vậy nè? Ý, có bà cụ cần qua đường kìa. Đâu, đâu, đâu? À, thấy rồi. Mình tới trước để mình dắt bà qua đường. Nhưng mà mình thấy trước. Nhưng mà mình có cách hay nhất để dắt bà qua đường. Cách gì? Quay sang đường. Sao? Không có vụ xe tự né mình đâu. Xe tông thẳng vào mình thì có. Ủa, vậy chứ bạn có cách gì hay hơn không mà nói mình? Giơ tay xin đường. Đó, chính là như vậy đó. Ý trời ơi, mấy đứa nói cái gì mà ghê quá vậy? Rồi lỡ tài xế ngủ gục hay không để ý tông trúng mình thì sao? Hả? Thôi, mấy cách đó bà sợ lắm, bà không qua đâu. Vậy thì bà cứ để con, con biết cách qua đường chắc chắn nhất nè. Bà cần qua bên kia mà đớm. Bạn dắt bà đi vòng vòng ở đâu vậy đớm? Thì ra là vậy. Cảm ơn cháu bé, đúng là cách qua đường này là tốt nhất. Dạ, ông Bác Chi, con chờ bà. Cách qua đường an toàn nhất đó chính là chờ đèn đỏ. Khi đó dòng xe đứng lại, mình chỉ việc đi qua thôi. Tuy có hơi mất thời gian, nhưng lại là cách an toàn nhất. Đớm, bạn hay quá ha. Lần sau, mọi người nhớ qua đường bằng cách này nhé. Đừng có gì lười một xíu mà bị xe hung bể mông đó. Hi, sắp được ăn mì rồi. Mà ba mình nói nấu nước sôi coi chừng phỏng đó. Thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa, sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Cầu lao quá. Đưa đây, để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi, coi chừng. Rồi, tay tao bị phỏng rồi. Đau quá à. Bị phỏng sôi rồi. Thôi mình có cách rồi. Mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả tay to? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để à? Không được, không được đắp mấy cái tùm lum nó lên vết thương, dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nữa đốm?
không xuất gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo chỗ đó luôn. Mà tay to bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho tay to đi. Đắp nước đá có thể dẫn nó phỏng kép nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3. Mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho tay to đi, để mình chạy đi tìm mẹ của tay to nha. Ừ, đi nhanh đi Bụng Bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái tay to bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi. Mà tay to đang ngâm trong nước nên chắc không có sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy. Rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Sao rồi Bụng Bự? Cô cho chép phạt nhiều không? Chép bài quá chừng luôn. Giờ hai cái tay mình sưng như chép mít luôn á. Thôi đừng có than, ai biểu bạn không chịu làm bài tập về nhà chơi. Trời ơi chán quá à. Mình ước chi á, từ ngày mai trường học sẽ biến mất. Mờ với ước gì, lo học bài đi. Ngày mai hình như kiểm tra đột xuất đó. Ôi trời ơi, bài gì mà khó quá chừng. Đúng là tra tấn não bộ mà. Thôi đi ngủ luôn. Có chuyện gì vậy? Ngôi trường biến mất tiêu rồi. Hả? Ý trời, chỗ này là trường học mà, sao tự nhiên biến đâu mất tiêu rồi? Mấy hôm qua còn ở đây mà. Không lẽ mình linh vậy sao? Điều hôm qua đã thành sự thật. Bạn bị gì mà cười hó hó vậy? À không có gì đâu. Không có trường, vậy hôm nay mình nghỉ học hết á cô. Đúng rồi, nghỉ học chứ gì nữa. Không, hôm nay chúng ta vẫn học bình thường. Hả? Ê, lâu lâu ra ngoài đây học cũng mát quá hả? Ừ, nhưng mà ngồi dưới đất lâu ê mông ghê á. Ê, còn có mũi nữa. Em đếm và em tay to tập trung nha. Bây giờ sẽ làm bài kiểm tra. Chết mình rồi. Sao rồi? Có chép nhiều như hôm qua không? Chép gấp 3 lần hôm qua luôn. Mà hôm nay ngồi dưới đất ê mông lắm á. Mũi chích, kiến cắn nữa. Tao ngồi cũng lớp chiếc phạt còn hơn. Giờ mình mới hiểu có trường học thật đáng quý biết bao. Điều ước thiệt là sai lầm. Ước gì ngôi trường trở lại như cũ để mình có điều kiện học tốt nhất. Đúng là Bụng Bự. Chắc là cười bởi bụt chết quá. Bộ đáng cười lắm đi sao mà cười hoài vậy? Đốm nhìn lại đi. Đốm viết chữ xấu đến nỗi mình không đọc được chữ nào luôn á. Hỏi sao cô không cho bạn học dịch được chứ? Mình viết hoài ổng một chút thôi, cũng đâu đến nỗi mà có gì quan trọng đâu. Nếu đốm không rèn chữ, viết chữ xấu như vậy nữa thì bạn sẽ bị ăn học dịch nữa. Ghét, không thèm chơi Bụng Bự nữa. Mình nói thiệt thôi mà. Viết chữ xấu một chút có sao đâu. Ai cũng làm như ghê gớm lắm vậy á. Đau quá. Ủa, đây là đâu vậy ta? Sao ở đây lại có cái hang vậy? Làm sao mình lên trên đó được đây? Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!
làm sao mà lên trên đó được chứ? Không lẽ ngụm cô tỏi ở đây luôn sao? À, chim nhỏ, may quá, cứu mình với chim nhỏ. À, hay là em bay về gọi ba mình ra đây giúp đi. Em không nói được hả? Thôi, lo xui quá vậy trời. Ý em kêu anh viết thư cho ba anh đó hả? Cái thằng đốm này, đi học không chịu về nhà. Lần này nhất định bác sẽ cho nó ăn đòn mới được. Chắc bạn ấy bị không điểm tập hàng chữ, nên bạn ấy sợ bác la. Hình như chim nhỏ ngậm tờ giấy gì phải. Ai vẽ bùa cái gì mà bắt đọc không được vậy ta? Cái con chim này kỳ cục nghe. Ý, bác ơi, hình như là chợ của đốm á. Cái gì? Đốm hả? Không lẽ nó gặp chuyện? Đi 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 đi, nhanh lên con. Con viết chữ xấu quá, ba đọc không được luôn. Cũng may là bụng bự nó thông minh, nếu không là con ở dưới hang này luôn rồi đó. Mai mốt con sẽ rèn chiêu cẩn thận. Cảm ơn bạn nghe bụng bự. Cảm ơn chim nhỏ. Hay là bạn viết thư cảm ơn mình đi. Ê, vừa thấy giấy kiến chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chào mừng các bạn đến với vương quốc của chúng tôi. Các bạn biết tụi mình là ai hả? Hệ thống bảo mật của chúng tôi thông báo là có đối tượng lại đột nhập. Nơi các bạn đang đứng là thành phố Tí Nị. Hay quá! Vậy bọn mình có thể tham quan thành phố các bạn được không? Được chứ! Đây là sinh tố kẹo, đây là súp sô-cô-la, còn đây là khai vị kẹo bông. À, thích quá! Trạng thái không an toàn. Hả? Chuyện gì vậy? Có núi lửa tuôn đá vào thành phố chúng tôi. Chúng ta sẽ tiêu tùng. Trở về trạng thái ban đầu. Mình đi tìm nơi đá lửa. Các bạn hãy chặn lại nha. Ừ. Nhanh lên, không xong rồi. Hả?
Thành công rồi, thành phố được cứu rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn đã giải cứu thành phố chúng tôi. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha, bụng bự làm trọng tài. Ừ. Xuất phát. Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ăn nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bụng bự lại gần mình đi. Khoan đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác, bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đây nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Thành công rồi, cắt được cục băng khổng lồ rồi. Cắt được cục này rồi làm sao nữa? Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi tinh thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh, biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu. Mình sẽ bắn theo đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đường bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi, nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao? Đúng, và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, cảnh báo.
Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Cánh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Thành công rồi, thành công rồi, trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, thành công rồi, yeah, trái đất đã được cứu rồi. Trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao chổi thành công. Con coi tivi vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ích hơn đi chứ. Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à, mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn này đốm, cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nha. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con, việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng hùa nhau lừa gạt mình. Bực thiệt, xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn, chỉ có mình con làm được. Nè 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 nè, cẩn thận, có tôi cứu. Tôi mà bị té là anh biết tay tôi đó nha. Này Vũ, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn lo ái là sao? À, tôi đang mừng việc. Anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Mắc cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé không thể ai coi thường mình. Anh em đồng loạt tấn công. Đồng tiêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn dở ẹt. Tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Đồng hàng, rai quá. Người ở đâu tới, đã phá hoại công trường của chúng tôi, lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở lớp lung tung như vậy hay làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức dung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Jun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy. Tại đốm cuối đò làm chuyện to không à. Dung chứa xuất sắc đã làm cho tên hắc dịch này hiểu ra vấn đề. Tôi sai rồi, sai rồi. Bỏ qua nha. Do con ham chơi quá, không chịu lo học hành, thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay nè. Mẹ tức quá, dọn đem hết chơi su su em của con rồi. À, con không biết đâu. Sao mẹ không hỏi ý kiến của con chứ? Không chịu đâu, trả đồ chơi và diễn tranh cho con đi. Không có nói nhiều nữa, mẹ đã quyết định rồi, bây giờ là con phải đi học. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại, đóm. Mẹ không có thương mình gì hết á. Mình là muốn ở nhà
dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con để muốn nó học tốt hơn thôi. Mà ai ngờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng nhỏ. Khi thấy nó thì em phải báo cho anh biết liền nghe chưa? Sao nó này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy? Thôi, em đi ngủ đi. Để anh coi chừng con giùm cho. Anh cứ ngủ trước đi. Con bệnh như vậy thì làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy anh đi ngủ trước nghe. Đốm của bà mau hết bệnh nghe con. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình. Mình hối hận quá. Anh thấy con mình chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em là con mình nó mới bỏ nhà đi. Mẹ ơi! Đâm! Đâm ơi, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ. Con đi đâu? Con đi đâu mà mẹ tìm con hoài không thấy? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nó về là mừng lắm rồi em ơi. Bây giờ con đói rồi phải không? Con vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nghe. Dạ. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Giống sạc đã tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chị đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị mời? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng. Đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây. Ta thích đốn thì đốn. Có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này để khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa.
Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Đừng nói là bạn tính lại đó chơi nha. Bộ ông sợ ông chích hả? Hôm bữa bị ông bình thường chích là nát cái mông rồi. Bây giờ ông khổng lồ chích một cái chắc bị xịt mỡ luôn á. Nhưng mà ở đó sẽ có những bánh mật ong khổng lồ luôn. Có khi mình còn được bơi trong mật ong nữa chứ. Được đó, hai đứa mình đi đi. Ê, đừng có đi, nguy hiểm lắm. Yên tâm đi, lát về bọn mình chia cho một tí, mình đã có cách lọt vào tổ ong mà không bị phát hiện. Cái căn tàn hình của ba bạn lợi hại quá à. Chứ sao nữa, phát minh mới của ba mình đó. Thôi, tìm mật ong lẹ rồi rút đi. Đánh nhanh thắng nhanh trước khi bọn ông phát hiện. Đi rồi, sống lên. Quân đâu? Bắt được hai nơi xâm nhập rồi nè. Thôi tiêu rồi. Dám lẻn vào đây để lấy mật ong hả? Kẻ gan lắm. Vào nhà người khác không xin phép, có gì trăn trối nữa không? Mai mốt con không dám lẻn vào nhà người khác nữa đâu. Lấy vào nhà người khác lấy đồ là ăn trộm, xấu lắm. Thôi con chừa rồi, sao không có nữa đâu. Có chừa thật không? Dạ chừa rồi, chừa rồi. Tôi cảm ơn chị đã dạy cho tụi nhỏ một bài học ha. Không có gì, giáo dục các em là điều nên làm mà. Thì ra là như vậy. Chúng ta chuẩn bị chiến thôi. Ngon quá, tuyệt cú mèo luôn. Cái này bữa nay thế nào bụng bự cũng chén sạch cho mà coi. Các bạn ăn đi, bụng bự không ăn được đâu. Con sao vậy bụng bự? Cái răng của con nó... Con ăn kẹo bị sâu ăn nên dứt rồi chứ gì. Dạ không có phải, cái răng của con nó bị lung lay rồi, sắp gãy rồi. Thì ra là vậy, chỉ là thay răng thôi, lung lay thì nhổ, sẽ một cái khác thôi mà con. Vậy hả mẹ? Vậy chúng ta đi gặp bác sĩ thôi. Giờ bác tìm thuốc tê, rồi nhổ cái răng lung lay cho con. Nếu bạn sợ bác sĩ thì tụi mình sẽ giúp bạn nhổ răng. Được không? Răng mình lung lay, mình tự nhổ không thôi. Bằng cách nào? Mình sợ lắm. Mình có cách. Xong, bây giờ chỉ còn xe chạy là sẽ nhổ được chiếc răng lung lay thôi. Mình sợ quá à. Bạn đừng sợ, có mình đây. Con bó tay với bụng bự rồi. Bà có cách nào giúp bạn ấy không? Con trai gì mà còn nhát hơn con gái nữa. Giờ
con mở miệng ra coi, để bác coi coi nó như thế nào ha. Trời ơi, đơn giản thôi mà, không cần phải nhổ đâu con. Thật hả bác? Mà con mở miệng ra, nhắm mắt lại nghe, bác kiểm tra lại coi khi nào mới nhổ được ta. Dạ được. Ui, cái gì vậy? Là cái răng của con mà, bác nhổ rồi hả? Thấy chưa, nhổ mà bạn còn không biết nữa. Nhổ răng đơn giản lắm, đâu có đau đâu. À ha, vậy mà mình cứ sợ. Đúng vậy đó các con, răng sữa của các con khi lung lay chín mùi thì cần phải nhổ đi cho răng mới nó mọc lên. Nhổ rất là đơn giản, cho nên các con đừng có sợ mà giấu. Mai mốt răng thay thế không có chỗ mọc, nó sẽ mọc lệch, trời thấy xấu lắm đó. Vậy mai mốt mình không sợ nhổ răng sữa nữa ha. Vậy là hết lo, không ăn được nữa phải không? Tất nhiên rồi, mình phải ăn bù mấy ngày hôm nay mới được. Nè, mình mới tìm được trong kho của ba mình đó. Đẹp ghê ha, nhưng mà bạn có biết chừa ông đó không? Biết, nhưng mà chụp thử thì biết à. Hoàn tất, bây giờ hãy coi một bữa ta đây. Yeah. Hay quá. Chuyện nhỏ thôi. Bạn tập tới đâu rồi hả Đơm? Đang cố gắng. Mình sẽ tập được cho các bạn coi. Thôi, khó quá thì bỏ đi. Qua đây, mình cho mượn dáng trượt nè. Dễ trượt hơn, mà không sợ bị té nữa. Mình sẽ tập tới khi nào được mới thôi. Mà chắc tại mấy cái đồ bảo hộ này nè vướng víu quá, nên là mất thân bằng đó. Đó, bây giờ nhẹ nhàng hơn rồi nè. Đó, đó, thấy chưa? Mình chưa bị vỡ nè. Nhưng mà nếu không có đồ bảo hộ thì nguy hiểm lắm đó. Trời ơi, cứ kéo lo, chạy được mà. Ê Đơn, đùa không? Đùa thì đùa, sợ gì? Nhưng mà bạn chấp mình đi một khúc đi, vì mình mới chạy à. Chơi luôn. Chuẩn bị, xuất phát. Đuổi kịp bạn rồi Đốm ơi. Mình không muốn thua đâu. May mà có bà. Thấy chưa, chơi thể thao mà không mang đồ bảo hiểm, chút xíu nữa là dập mặt rồi. Lại còn sử dụng đồ của người khác mà không hỏi ý kiến nữa, rồi chưa biết cách sử dụng nữa kìa. Sao? Dạ, chờ rồi. Nóng quá. Trời gì mà nóng quá. Nóng như vậy, cây cỏ héo hết, mốt lấy gì mà ăn đây. Mà làm như có ai giấu mưa này hay sao á. Mấy tháng rồi không có thấy một giọt mưa luôn. Chính xác. À! Hả? Chú nói chính xác là sao? Bộ có người giấu mưa đi được hả? Đúng rồi, ta nghe nói có một bà phù thủy đã giấu tất cả mưa vào trong cái hộp, nên dạo này không còn giọt mưa nào nữa rồi. Hư cấu, làm sao có chị giấu hết mưa vào trong cái hộp được. Mấy chú em không tin thì thôi. Bây giờ ta đi tới hang ổ của một phù thủy đây. Muốn đi thì đi cùng. Giờ sao, có đi theo không? Thấy hư cấu à. Thôi kệ, đi thử cho biết. Đi thử cho biết. Nếu thấy gì nguy hiểm thì mình chạy về. Lựa chọn sáng suốt đó. Ngồi lên đây ta chở đi cho nè. Thank you.
là đúng rồi. Đúng là bà phù thủy nhốt hết mây vào trong cái hộp làm khô hạn rồi. Bây giờ mấy đứa bất ngờ ra giật cái hộp đi, ta sẽ hỗ trợ. Ừ. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Bố mở chụp lấy. Đã chụp được rồi, ngươi đừng có hòng. Mưa bây giờ là của ta. Từ bây giờ ai muốn có mưa thì phải trả tiền cho ta. Mau trả lại đây. Mưa là của mọi người chứ không có riêng ai hết. Không có mưa là đất đai khô cằn, sẽ có chết hết. Chỉ có những người ích kỷ mới giấu cho riêng mình thôi. Hóa ra bao lâu nay mình đã ích kỷ như vậy sao? Tiền của ta. Cho đáng đời. Đẹp quá. Ta lấy hết mưa cũng chỉ muốn tạo cầu vồng, làm hoài mà không được. Cuối cùng nó lại xuất hiện ở đây. Vì những thứ đẹp nhất chỉ xuất hiện khi ta chia sẻ với mọi người. Đúng rồi. To ghê ha, lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như vậy. Không biết một lát nữa hết mưa có cầu vồng không ha? Chắc là có thôi. Mưa to như vậy, trứng cầu vồng chắc chắn sẽ nở. Wow, không có gì thích thú bằng cảm giác mới mưa xong. Ý, có cầu vồng thiệt kìa. Đẹp quá ha. Như có cái gì lạ lạ. Sao cầu vồng này chỉ có 6 màu thôi? Cầu vồng thường là có 7 màu mà đúng không? Hả? Màu tím nó mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra với màu tím rồi? Không biết nữa. Chắc là chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Hỏi hành thôi. Nhưng làm sao tìm được màu còn lại bây giờ? Thì mình cứ đi theo cầu vồng thôi. Tới cuối chân cầu vồng có lời giải đáp. Ở trên kia kìa, mang vẻ đẹp tới cho muôn loài. Nếu em cứ mãi trốn với mẹ thì cầu vồng sẽ không bao giờ đẹp nữa. Có đúng vậy không hả mẹ? Đúng rồi đó con trai. Mẹ con mình vẫn có thể gặp nhau ở trên trời mà. Tạm biệt các anh, hẹn gặp mẹ trên đó. Mình thấy bạn ăn uống liên tục luôn đó bụng bự. Bộ bạn không sợ béo phì hả? Không có sợ, mình chỉ sợ bị lùn thôi. Ủa sao vậy? Bạn không nhớ hả? Mình đỡ được rồi. Nhớ
chưa? Tại bạn chọn vị trí không đúng thôi. Phải không? Bạn nhớ ngày hôm qua không? Nhớ chưa? Là tại mình lùn quá. Mình muốn ăn nhiều cho cao hơn. Mình muốn cao bằng mấy bạn á. Nhưng mà bạn ăn như vậy chỉ mập lên thôi, chứ có cao lên đâu. Vậy bạn có cách nào không? Giúp mình đi đốm. Ừ, có cách rồi. Ở ngoài chợ đen có bán thuốc siêu tăng trưởng cho cây đó. Đổ một cái là lớn liền à. Không biết đổ lên người có siêu tăng trưởng luôn không? Ê ê ê, được á, thử đi. Ê, có được không đó? Mình thấy lùn cũng có nhiều cái lợi mà. Ví dụ như... Sẵn sàng chứ bụng bự? Sẵn sàng rồi, đổ đi đớp. Sao rồi, có gì khác không? Ủa, chưa thấy cái gì hết. Chờ hết nguyên chai luôn xem. Hình như trời ơi, lớn quá, khổng lồ luôn rồi. Bự lên rồi, cuối cùng cao hơn đớp rồi. Bự, lớn quá rồi đó. Đừng có di chuyển nữa, bể nhà hết. Hả? Bạn nói cái gì? Mình không có nghe được. Ây da. Chết rồi, bự quá rồi. Bự như vậy thì ăn bao nhiêu mới đủ no đây? Thôi, đi về phòng thí nghiệm của ba mình thu nhỏ lại đây. Cái kiểu gì mà âm âm vậy? Người gì mà to như con voi á? Bự quá cũng không được. Tính ra nhỏ cũng có lợi chứ bộ. Quan trọng là cái nào phù hợp thôi. Bây giờ mình nhỏ, nhưng mà sẽ tập thể thao để có đúng chiều cao mà mình muốn. Đúng rồi. Ta là thần gió đi khắp nơi bốn phương, bạn của cỏ cây, bạn của muôn loài. Vui quá là vui, ta đi dạo một vòng đây. Xin chào, chào ông cổ thụ ngàn năm. Chào chị xoan đào. Chào anh xoài. Chào em hoa hồng xinh đẹp. Thôi, ta đi thăm rừng đây. Sao thế này? Ai khóc vậy? Là con đây thần gió ơi. Cây non, sao đồng loại ngươi bị tàn phá như vậy? Con người đã đốn hết cha mẹ anh em của con rồi. Hả? Con người? Ôi, cây kèm con má cháy luôn. Liếm một cái là mát tới bụng luôn. Cái gì vậy? Mình đâu có muốn đi du lịch đâu. Đây là chiêu dùng để đối phó với kẻ xấu đó con. Con nhìn kỹ nha, sao mà gió mạnh quá vậy? Đâu có tin tức báo bão và lốc từ trung tâm vũ trụ đâu nè. Má ơi, con có cảm giác như có chuyện gì xảy ra thì phải. Chúng ta phải vào phòng nghiên cứu coi sao. Nè ông bạn, sao ông nói hôm nay không có gió bão mà giờ hình như có gió lốc rồi kìa. Chẳng lành rồi, thần gió đang thịnh nộ. Sao lại như vậy? Loài người phá hết cây rừng, bạn thân của ông ấy, nên ông ấy thịnh nộ, muốn trừng phạt loài người. Nhưng đâu phải con người ai cũng xấu. Ông ấy thịnh nộ như vậy thì nhiều người sẽ gặp họa mất. Chúng ta phải tìm cách cứu loài người thôi. Coi chừng ông ấy cứu hai cha con ngươi trước đó. Bác Đơm, hay quá à. Trời, bị té mà hay hả? Không có phải, thần gió nhờ con mang cái này đến cho bác nè. Là thư khiêu chiến sao? Ông ấy nói, nếu như loài người không trồng lại rừng thì ổng sẽ gây gió bão để tiêu diệt loài người đó.
Vậy là chúng ta hãy phụ giúp loài người trồng lại rừng đi ba. Thì ra cái cối sẽ giúp chúng ta ngăn gió bão và mưa lũ hả bác? Đúng vậy đó con. Nếu chúng ta trồng được nhiều rừng á thì sẽ giảm được bão lũ đó các con. Vậy từ nay chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh và bảo vệ rừng. Trồng thôi. Trồng cây vui quá ha. Gớm ơi, chuẩn bị về thôi con. Sắp tối rồi. Dạ, con biết rồi. Đâu khó quá chừng, nhức đầu quá à. Ê, hay quá, có tiếng đại dương nào hả? Xin chào. Ốc biết nói chuyện hả? Cậu bé biết chưa, chuyện gì trên đời này ta cũng đều biết. Ồ, hay quá. Vậy ông có biết làm toán không? Chuyện nhỏ, ta là vỏ ốc thần. 9x18 bằng mấy gì đó? 27. Cả lớp chú ý, bạn nào giải được câu này nhanh nhất thì cô sẽ thưởng cho một bịch kẹo sô-cô-la. 5 + 2 + 2 + 7 - 9 là bằng mấy? 5 + 2 là 7. Rồi cộng 2 nữa. Ai, trời ơi, nhức đầu quá à. Bài gì mà khó cái gì trời. Vỏ ốc ơi, vỏ ốc. Sao khó quá à. Vỏ ốc cô là bằng 7. Đúng rồi, đốm giỏi lắm. Đốm hôm nay giỏi ghê vậy đó. Có bí quyết gì tính nhanh vậy? Chỉ mình với. May mắn thôi. Phải không? Hồi nãy mình thấy bạn chui đầu xuống gầm bàn làm gì? Khả nghi lắm nha. Làm gì có cái gì? Coi cái gì nè, vậy mà chói hả? Giờ mình phải làm sao bây giờ? Đánh hắn đi. Hả? Đánh Bạn dám đánh mình hả? Dạ. Mình không có ý mà. Cái thằng nhóc này, thích thì sai, không thích thì quán bị đó hả? Hả? Thì ra có con ốc trốn trong đây, suối bậy mình. Đáng rồi, bố người khác nói gì, đưa cũng tin thì sao? Mình xin lỗi bung bự. Chỉ tại mình nghe lời con ốc này suối bậy mà mình lỡ đánh bạn rồi. Bạn có sao không vợ? Hồi nãy mình cũng đỡ được nên cũng không đau lắm đâu. Mà lần sau đừng có bao giờ nghe lời người khác suối dại nữa nha. Phải tỉnh táo chứ. Còn bây giờ nghĩ xem nên làm gì với con ốc suối bậy này đây. Chiên hay là dầm nước mắm? Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long, nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. Trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy? Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không.
Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó. Cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, con biết đường tắt nè. Cảm ơn con lên đi. Dạ. Đường này nè mấy chú, tiến lên rồi bẻ phải. Ơi, chị xuống đi, yên tâm đi, mình chụp bạn cho. Yeah. Cảm ơn bạn nha. Mình biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Yeah. Trời là đường chân trời mà. Ơ, mình nghe mẹ mình nói á, chính là thiên đường. Ờ, chắc ở đó vui lắm ha, thiên đường mà. Thiên đường mới tuyết trời làm sao? Vậy chúng ta đi đến thiên đường đi. Ý, cho mình đi theo nữa, cho mình đi theo nữa. Tụi mình đi đến thiên đường đi. Các bạn về nhà sắp xếp đồ đạc, chúng ta sẽ làm một chuyến phiêu luôn. 10 phút nữa có mặt tại đây nha. Yeah, đồng ý. La 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 la. Đốm, con làm gì đó? Con đi đâu mà vội vàng vậy Đốm? Dạ, con đi đến thiên đường, có gì con nói mẹ sau. Ôi, cảnh mới đẹp làm sao. Ra khỏi nhà là nhất rồi. Đây chỉ là mấy cảnh vật ven đường thôi. Ở thiên đường còn tuyệt vời hơn rất nhiều. À, đã quá à. Mình lên đó luôn ha Đốm. Gần đến thiên đường chưa vậy? Mình mệt quá à. Mình đi không nổi nữa. Chắc gần tối rồi đó. Ở phía trước thôi. Các bạn cố gắng lên. Các bạn ơi, mình khát quá à. Tụi mình hết sạch nước rồi. Mình không đi nữa đâu, mình chết mất. Đi chưa đến thiên đường mà các bạn đã cho mình thấy địa ngục rồi. Mình không có, có thích cà rốt. Có ăn là sướng rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Ai biểu các bạn toàn mang theo đồ chơi. Bây giờ mình chỉ ước là được nằm trên giường rồi ăn cơm mẹ nấu là sướng nhất. Ừ, ở nhà là sướng nhất. Đi tìm thiên đường chi cho xa xôi. Mẹ ơi.